Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xuân Nông TV. Trong một nền sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và nông nghiệp sạch như hiện nay, thì nhà lưới đã trở thành một trợ thủ đắc lực cho những nhà nông dân. Và hiện nay thì nhà lưới được chia làm hai loại, đó chính là loại nhà lưới kính và nhà lưới hở. Nhà lưới kính là loại nhà lưới được phủ hoàn toàn bằng lưới cả ở trên mái cũng như là xung quanh. Có cửa ra vào cũng được phủ kính bằng lưới, được sử dụng để che chắn và ngăn ngừa các loại côn trùng xâm nhập. Và các loại côn trùng đó chủ yếu là các loại như là bướm, bọ cánh cứng, nhóm côn trùng bay được. Về thiết kế thì kiểu nhà lưới kính có thể có mái bằng, mái nghiêng hai bên, mái vòm hoặc là mái xéo, v.v. Ưu điểm của loại nhà lưới kính đó chính là ngăn ngừa được côn trùng phá hoại, nên giảm được tối đa lượng thuốc trừ sâu sử dụng, do đó sản phẩm rau sẽ an toàn hơn. Và tăng được số vòng quay thời vụ cho rau ăn lá, do trồng được cả mùa mưa và mùa khô, chất lượng, mẫu mã rau vẫn đảm bảo. Cho diện tích ít, người trồng rau sẽ tập trung đầu tư vào thâm canh, nên năng suất sẽ đảm bảo. Thậm chí, năng suất rau vào mùa mưa được trồng trong nhà lưới còn cao hơn so với việc trồng ngoài đồng ruộng. Và nhược điểm của loại nhà lưới kính này đó chính là về mùa nắng do không được thông gió, nên nhiệt độ trong nhà lưới sẽ cao hơn nhiệt độ ở bên ngoài khoảng từ 1 cho đến 2 độ C, sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây rau. Loại thứ hai đó chính là nhà lưới hở. Nhà lưới hở là loại nhà lưới chỉ được che chủ yếu ở trên mái hoặc một phần bao xung quanh. Và mục đích sử dụng của loại nhà lưới hở này đó chính là giảm bớt tác hại của mưa và gió, giúp cho cây rau của chúng ta có thể trồng được ở cả vào mùa mưa. Tuy nhiên nó lại không có tác dụng ngăn ngừa côn trùng, thiết kế rất đơn giản với kiểu mái bằng và mái nghiêng hai bên. Ưu điểm của loại nhà lưới hở này do chỉ là mái che phần trên nên rất thông thoáng, có thể trồng rau quanh năm cả về mùa mưa, vùng quay các vụ rau cao đối với các loại rau ăn lá. Do thiết kế đơn giản, chỉ có cột chống, căng dây kẽm và kéo lưới nên chi phí giá thành nhà lưới hở sẽ thấp hơn khoảng 50% so với nhà lưới kính. Và nhược điểm của nhà lưới hở đó chính là không có tác dụng ngăn côn trùng sâu bọ. Muốn áp dụng cho quy mô lớn thì cần phải thực hiện nối các nhà lưới hở nhỏ với nhau. Và trên đấy chính là hai loại nhà lưới hiện nay mà người nông dân thường hay sử dụng. Xuân Nông hy vọng những nội dung trên sẽ giúp ích cho các bạn và giúp các bạn lựa chọn được nhà lưới phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu như bà con nông dân có nhu cầu, hãy liên hệ ngay về số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn. Xuân Nông xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video clip tiếp theo.